Phương Giang xin chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào mừng quý vị đến với chương trình chào buổi tối trên kênh truyền hình YouTube Việt Nam 1 do Hương Giang phụ trách. Và chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ tư ngày 1 tháng 5, chương trình đầu tiên của tháng 5 năm 2024. Vào ngày hôm nay có một số tin tức từ Hạ viện liên quan đến cuộc chiến bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson có những diễn biến mới và bên cạnh đó thì cựu tổng thống Donald Trump vào ngày hôm nay đã vận động tranh cử tại Wisconsin và Michigan. À từ Arizona cũng có tin tức về cái đạo luật 1864 một cái đạo luật cấm phá thai gọi là nghiêm ngặt nhất. Ngày hôm nay chuyện gì xảy ra, tất cả lần lượt Hương Giang sẽ chia sẻ với quý vị. Và như thường lệ, câu cửa miệng là nhớ đến đâu, chia sẻ đến đó bởi vì Hương Giang không có đọc tin được mà Hương Giang chỉ nói tin mà thôi. Nhưng mà trước hết vào sáng sớm ngày thứ tư theo giờ địa phương tức là ngày 1 tháng 5 quý vị biết ngày 1 tháng 5 là ngày lễ à, lao động và ở Trung Quốc tỉnh Quảng Đông tại một cái vùng núi ở đây à, cái, một cái thành phố ở tỉnh Quảng Đông phía Nam Trung Quốc một đoạn xa lộ đã bị sập và ít nhất cái con số vào lúc này đây Hương gia xem cái con số vào chiều ngày thứ tư theo giờ địa phương là 24 người bị thiệt mạng Hương Giang xem những cái băng hình mà người ta chụp từ không ảnh xuống, từ phi cơ xuống. Quý vị biết là rất là kinh hoàng một đoạn xa lộ gần 18 mét. Trong thuốc suốt thời gian vừa qua thì ở đây ở trong cái khu vực à, trong cái khu vực này ở thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông, mưa rất là lớn, mưa triền miên và đã có nhiều làng mạc bị ngập lụt, không những mưa mà còn có cả mưa đá nữa và đó có thể là lý do đã gây ra một cái đoạn xa lộ bị sạc lỡ bị sụp mà sụp đổ xuống tức là nguyên cả một đoạn đường xa lộ mà đất đá sụp xuống và chúng ta nhìn thấy những chiếc xe hơi có 18 chiếc xe hơi đang chạy ngang qua và đã bị rơi xuống và những cái chiếc xe hơi này cháy đen hình ảnh rất là đáng sợ và lực lượng cứu hộ địa phương họ đã đến tại hiện trường và họ đưa 30 người vào bệnh viện và nhà thương gần đó. Đó là những cái con số mà à, truyền thông địa phương họ đưa ra. Cho đến giờ phút này thì chúng ta chưa biết là thực sự cái thiệt hại nhân mạng là bao nhiêu. Con số 24 nó còn tăng hay không. Nhưng mà vụ tai nạn này nó xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 1 tháng 5 ở trong cuộc đại bộ và nó nằm trên cái xa lộ gọi là xa lộ Mai Châu Đại bộ cái xa lộ này là xa lộ vòng trên đường núi bởi vì đây là cái thành phố được xem là ở cái khu vực à, núi và à, nhân chứng họ chia sẻ với các cơ quan truyền thông là họ nghe tiếng động lớn tức là nhân chứng là những người lái xe trên xa lộ này nhưng mà họ rất là may mắn tức là lái xe băng qua trước khi chỉ trong tích tắc trước khi mà cái đoạn xa lộ này bị sập và họ cho biết là họ nghe một tiếng động rất là lớn và nhìn vào phía sau sau khiếng thì họ thấy ở phía sau tức là cái đoạn đường mà họ vừa chạy ngang qua đó là có hổ lỗ hổng lớn và sau đó thì xa lộ bị sập và truyền hình địa phương Hư ra xem những cái tấm hình thì cho th cho thấy là cái hiện trường nó đầy khói và lửa và các thanh lan can mà bảo vệ xa lộ thì nó bị nghiêng xuống những ngọn lửa và hy vọng là không có thêm cái con số người bị thiệt mạng nó không có tăng thêm và bây giờ chúng ta quay trở lại những cái gì đang xảy ra tại Hoa Kỳ có một thông tin từ California mà Hương Nhân muốn chia sẻ với quý vị kể từ năm 2019 thì dân số ở California có xu hướng là bị giảm và lần đầu tiên sau 3 năm tức là kể từ năm 2019 à, cho đến năm 2023 thì năm 2023 thì dân số California đã có sự gia tăng. Con số mà văn phòng thống đốc tiểu bang California tức là văn phòng của ông Gavin Newsom đưa ra công bố vào ngày hôm nay cho thấy là vào năm 2023 thì đã dân số California đã tăng là 67.000 người. À cái thời thời kỳ mà khoảng năm 2019, 2020 thì chúng ta chứng kiến là một sự chảy máu về về dân số ở California, rất là người nhiều người dân ở California họ đã uh, move, họ đã chuyển sang những cái tiểu bang khác mà những chữ tiểu bang uh, rất đông California chuyển đi đó là tiểu bang Texas, tiểu bang Arizona hay là Utah hay là một số những cái tiểu bang khác nhưng mà lớn nhất vẫn là texas arizona florida và có thể là người những người họ chuyển đi đó bởi vì họ quá sức là mệt mỏi với những cái chi phí quá cao ở cái tiểu bang à, tiểu bang mà thời tiết hết sức là thuận lợi và chính phủ à, những người chỉ trích thì họ họ đổ lỗi cho chính phủ là tại vì ngoài chi phí sinh hoạt cao như vậy thuế cũng cao rồi tình trạng thiếu nhà ở giá nhà quá cao và đa phần mà người dân mà dọn đi những tiểu bang khác là họ nhắm đến những tiểu bang mà họ có thể là an cư lạc nghiệp tức là có thể mua được một cái căn nhà à, à, căn nhà cho họ. À trong khi đó thì chính quyền của ông Gavin Newsom đổ lỗi cho cái sự sụt giảm dân số là do cái tỷ lệ tử vong gia tăng trong cái thời gian đại dịch Covid-19 rồi cái tỷ lệ mà sinh con thì nó bị chậm lại cộng với những cái sự hoạt động nhập cư tức là di dân nhập cư quốc tế nó đang có phần chứng lại trong suốt thời gian đại dịch. Như vậy, chính quyền của ông Gavin Newsom thì họ đổ lỗi cho ba yếu tố đó. Gộp chung quy lại cũng là đại dịch, 3 năm đại dịch nó đã góp phần làm dân số của California bị sụt giảm đó là cái cái biện hộ tức là cái bao biện của chính phủ ông Gavin Newsom nhưng mà rõ ràng ở bên ngoài thì họ cho rằng mặc dù thời tiết ở California California thuận lợi về thời tiết nhưng mà và có rất là nhiều công ty kỹ thuật nhưng mà cái chi phí nó hết sức là đắt đỏ và nói đâu xa chúng ta uh, chúng tôi ở đây cũng chứng kiến cái sự thay đổi rất là nhiều tức là có rất là nhiều uh, cộng đồng họ đang chuyển ra khỏi tức là ra khỏi những cái thành phố lớn không phải là dọn đi tiểu bang khác nhưng mà dọn ra khỏi những cái thành phố lớn khi mà chi phí nó đắt đỏ như vậy nhân tiện nói về chi phí quý vị nào sống ở California thì có lẽ là quý vị mà đi ăn những cái nhà hàng lớn hoặc là không cần nhà hàng lớn một số nhà hàng họ cũng đã sau thời gian, sau này họ cũng đã theo một cái cách thực hành. Tức là cái hóa đơn mà ra đó khi mà quý vị uh, dùng bữa xong cái hóa đơn ra thì có tiền sao tax, có tiền service charge trên on top của tất cả những cái số tiền đó, những cái phí đó thì có thêm tại San Jose thì có thêm khoảng 5% nữa. Mà chính văn phòng của tòa soạn California cũng đã từng ngạc nhiên và Hương Giang đã đi hỏi, Hương Giang hỏi nhân viên là 5% này là gì thì họ giải thích là 5% này là tiền mà cho tức là được chia đều cho các nhân viên ở trong nhà hàng để hỗ trợ về mặt lạm phát, về mặt chi phí, tức là có rất là nhiều lý do và họ giải thích với Hương Giang là đây là cái thực hành mà rất là nhiều nhà hàng ở San Jose không phải là tất cả mọi nhà hàng nhưng mà rất là nhiều đó là cái cách giải thích của họ và điều này nó càng ngày càng trở nên phổ biến. Thì ngày hôm nay ông tổng biện lý của tiểu bang California đã là ông Rob Bonta, ông cho biết là cái luật mà chuẩn bị có hiệu lực tức vào ngày 1 tháng 7 sắp tới. Thì cái cái cái, cái luật này là nó cấm những cái hidden fee tức là những cái phí mà người ta gọi là những cái phí ẩn đó. À, đối với khách sạn là một đối với những cái buổi hòa nhạc là hai và vé xem những cái sự kiện thể thao là ba thì ông Bonta ông cho biết là cái luật này nó cũng áp dụng với nhà hàng luật này đã được các nhà lập pháp thông qua vào hồi tháng 10 năm ngoái và ký thành dự luật ký thành luật và bắt đầu có hiệu lực ngày 1 tháng 7 thì bây giờ ngày hôm nay ông Bonta ông cho biết ông khẳng định là cái luật này nó cũng áp dụng với nhà hàng. Tức là bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 không chỉ là khách sạn, hòa nhạc hay là thể thao mà kể cả nhà hàng cũng không thể có những cái phí mà gọi là phí ẩn như vậy. Và cái, cái luật này nó ra đời, nó gây tranh cãi bởi vì có nhiều nhà hàng họ ủng hộ, họ bảo họ làm ăn chân chính, họ không có trả thêm. Nhưng một số nhà hàng thì họ cho rằng là bây giờ đối vò phó với cái tình trạng là lương tối thiểu ở California cao như vậy, cộng thêm lạm phát, cộng thêm rất là nhiều lý do. Cho nên nếu như mà họ không có những cái phí đó để hỗ trợ nhân viên của họ thì họ sẽ bị uh, chảy máu nhân viên và bắt buộc họ phải là cắt giảm cái số lượng nhân viên. Cũng nhân tiện nói về California vào à, ngày hôm nay vào khoảng 1 giờ 49 phút chiều ngày hôm nay thì đã có một trận động đất xảy ra tại miền nam California. Trận động đất này được gọi là trung bình. À, cái mức độ đo được là 4,1 độ Richter. Và nó cái trung, à, cái tâm chấn tức là cái trung tâm của trận động đất này thì nó nằm ở trên rặng núi Santa Ana và tức là nó cách thành phố Corona vào khoảng 5,6 dặm về hướng tây nam và nó nằm ở giữa cái đường biên giữa quận Riverside với quận Cam. Tuy nhiên, theo trường thông cho biết là có người dân ở trong một khu vực rất là rộng lớn đã cảm nhận được cái trận động đất này. Mặc dù trận động động đất này thì cho biết là nó không có gây ra bất cứ cái thiệt hại nào. À, ngày hôm nay có một cái vụ tai nạn ở cầu Bay Bridge ở vùng vịnh San Francisco của chúng tôi. À, một người phụ nữ chở con trai của mình đi ra phi trường, nhưng mà chiếc xe này mới mua, mới mua được cấp 3 năm mà và cái cái mileage nó nó mới chỉ có là 17.000 thôi, tức là chỉ mới được chạy khoảng 17.000 mai. Nhưng mà cách đây không lâu thì người phụ nữ này cho biết là chiếc xe của bà có bị lít có bị rỉ dầu và bà đã quay trở lại đưa xe quay trở lại uh, dealer. Thì tại dealer thì họ sửa và họ cho biết cái vấn đề về chiếc xe của bà nhưng mà vào ngày hôm trước tức là có thể ngày hôm trước mình hiểu là vào ngày hôm qua bà đưa xe của bà đến dealership và họ đã fix rồi, họ sửa rồi cho nên ngày hôm nay khi mà bà đưa con trai của bà ra phi trường San Francisco thì bà nghĩ là chiếc xe ổn chạy, không có nghe không có thấy là có gì bất ổn. Nhưng mà khi đang chạy đang lưu thông trên cầu Bay Bridge băng qua vịnh San Francisco, tức là từ Oakland qua thành phố San Francisco. Thì bà nhìn đằng sau và thấy khói xe, thì bà cứ nghĩ rằng là khói xe từ xe của người khác. Nhưng mà càng chạy thì có những người, tức là tài xế họ đi ngang, họ vẫy, họ ngoắc lại, họ ra dấu là xe của bà có vấn đề. Nhưng mà lúc đầu bà nghĩ là Bà không có hiểu được Và đến khi mà có nhiều người như vậy Thì bà cố gắng ráng chạy vào cái exit Nhưng mà chạy không được Và cậu con trai bảo rằng Mình phải dừng lại thôi mẹ Và khi mà dừng lại Hai người vừa ra khỏi xe Chạy ra khỏi chiếc xe Thì chỉ trong vòng mấy phút sau Thì chiếc xe bắt đầu bốc cháy Và 10 phút sau Thì chiếc xe ngập ở trong lửa Quý vị nào mà lưu thông trên trên cầu Bay Bridge vào trưa ngày hôm nay thì quý vị có, có thể biết là cái bị kẹt xe là do cái vụ cháy xe như vậy và bà rất là biết ơn những người tốt bụng đã báo và thậm chí có một người lái xe Uber đã dừng lại và đề nghị là hai mẹ con cứ lên xe rồi tài xế sẽ chở đi cuối cùng thì hai người lên xe của cảnh sát tuy nhiên người phụ nữ này không có tiết lộ là chiếc xe của bà là xe gì nhãn hiệu gì đời gì năm sản xuất gì mà giữ im lặng bà không cho biết bởi vì bây giờ bà đang thương lượng để lấy lại lấy lại tiền cái điều này thì hương nhân nó làm đọc cái bản tin này thì hương nhân lại nhớ đến cái vụ mà hương nhân có chia sẻ với quý vị trong cái chương trình trước đây trong chương trình ngày hôm ngày hôm thứ hai liên quan đến cũng là một cái vụ tai nạn xảy ra ở phía đông vịnh mà khiến cho một gia đình bốn người bị thiệt mạng và bây giờ chúng ta quay trở lại những gì đang diễn ra tại hoa kỳ ở tiểu bang Arizona vào ngày hôm nay thì Thượng viện của tiểu bang đã thông qua cái dự luật bãi bỏ đạo luật cấm phá thai vào năm 1864. Cái đạo luật này ở tiểu bang Arizona nó ra đời 160 năm trước và nó ra đời khi mà cái thời kỳ nội chiến mà lúc đó thậm chí tiểu bang Arizona còn chưa có hình thành. Nhưng mà hồi đầu tháng 4 thì tối cao pháp viện của tiểu bang Arizona đã quyết định là activate cái đạo luật này làm cho đạo luật này có hiệu lực và chính vì vậy mà nó gây ra cái gây ra phản ứng bởi vì nếu như theo đạo luật này đạo luật này là một đạo luật phá thai được coi là nghiêm ngặt nhất phá thai chống phá thai gần như cấm phá thai gần như là tất cả các trường hợp kể cả loạn luân kể cả bị hiếp dâm chỉ có trừ trường hợp là nó nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ mà thôi và ở dưới hạ viện của tiểu bang Arizona, hạ viện hay thượng viện của tiểu bang Arizona đều do cộng hòa kiểm soát và hạ viện phải mất 5 lần 7 lượt, tức là như đến 3 4 lần bỏ phiếu thì cuối cùng mới được thông qua sau khi mà có 3 nhà lập pháp của cộng hòa đứng về phía dân chủ và bỏ phiếu cùng dân chủ để mà thông qua cái dự luật này và ngày hôm nay chuyển lên thượng viện, thượng viện của tiểu bang bỏ phiếu. Và tại đây Cộng hòa cũng kiểm soát nhưng mà đã có hai nhà lập pháp của Cộng hòa đã đứng về phía dân chủ và đã bỏ phiếu với kết quả là 16 14 và cái kết quả bỏ phiếu này cái tỷ lệ này nó rất là xí sao. Và thống đốc của Arizona là thống đốc dân chủ bà Hope cho biết là bà sẽ sớm ký thành luật cho dù có ký thành luật thì cũng phải mất đến 90 ngày sau thì cái cái dự luật này mới mới À, có hiệu lực và nhiều người cộng hòa thì họ họ cũng phản đối tức là một có một số người cộng hòa họ cũng phản đối cái đạo luật 1864 bởi vì họ cho rằng là nó quá lỗi thời trong đó có ông donald trump trong đó có bà kerry lake kerry lake là ứng cử viên à, thất bại trong cái mùa bầu cử vào ghế thống đốc của tiểu bang arizona và bà kiên quyết đấu tranh bà cũng theo cái sách của ông donald trump và bây giờ trong năm nay thì bà tranh cử vào ghế thượng nghị sĩ của tiểu bang. bà Kerry à, Lake thì bà thay đổi quan điểm. Lúc mà bà tranh cử tổng thống đốc thì bà nói là cái đạo luật này là đạo luật tuyệt vời. Còn bây giờ bà chống. Nhưng mà các người nhà lập pháp Cộng Hòa họ cũng lo ngại là nếu như mà chống mạnh mẽ quá cái đạo luật này thì đôi khi nó sẽ có cái tác dụng ngược đó là nó sẽ làm thiệt hại cho chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump tại tiểu bang này được xem là một trong những tiểu bang trọng yếu và nó sẽ ngăn cản nó sẽ nó sẽ dẫn đến tức là nó sẽ thúc đẩy một cái momentum một cái đà bởi vì quý vị biết sau khi mà tối cao pháp viện Arizona đưa ra cái quyết định về đạo luật 1864 này thì phía các nhà hoạt động ủng hộ quyền phá thai họ đã đi thâu thập chữ ký để đưa một cái dự luật lên lá phiếu họ muốn tổ chức một cái cuộc trưng cầu dân ý thì Cộng Hòa họ không có muốn điều này xảy ra nhưng mà nói gì thì nói đạo luật này sắp tới sẽ bị bãi bỏ ở Arizona Tình trạng bất ổn tại các trường đại học vẫn đang diễn ra tối ngày hôm qua Hương Giang có chia sẻ với quý vị là cảnh sát thành phố New York, họ đã nhận được cái lời kêu yêu cầu, lời cầu viện, lời cầu viện yêu cầu hỗ trợ để dẹp loạn trong trường đại học Columbia và lực lượng cảnh sát đã đến đây đã giải tán người biểu tình và họ đã bắt giữ một số tối hôm qua Hương Giang có cho biết là Hương Giang không có biết cái số lượng mà người tham gia biểu tình bị bắt giữ là bao nhiêu. Ngày hôm nay cho biết nhà chức trách cho biết đã có khoảng 300 người biểu tình ở trường đại học Columbia, ở trường đại học à, trường cao đẳng New York và thêm một trường đại học ở New York nữa mà Hương Giang quên mất tên. Tại ba trường này thì nhà chức trách đã bắt giữ khoảng 300 người đưa lên xe bus và đưa đi. Cho đến giờ thì không biết là nhà chức trách sẽ truy tố hết tất cả những người này hay không, hay là sắp tới thì sẽ xử sẽ giải, giải quyết như thế nào. Nhưng mà theo thông báo của ban giám hiệu trường Đại học Columbia là cái lực lượng thực thi công lực sẽ có mặt ở trong trường hiện diện trong sân trường của họ cho đến ít nhất là ngày 17 tháng 5. Tuy nhiên, ban giám hiệu nhà trường thì họ cũng cho biết là họ cắt đứt ngoại giao với Israel. Trong khi đó, nhiều vụ bắt giữ xảy ra tại tất tại rất là nhiều trường đại học từ Texas, Florida, nhiều nơi, rất là nhiều nơi. Và tại California thì vào tối ngày hôm qua đã có xô xác xảy ra giữa hai cái nhóm biểu tình, biểu tình ủng hộ Palestine và biểu tình chống lại những người ủng hộ Palestine mà chúng ta có hiểu là những người ủng hộ Do Thái. Và hai bên đã đụng độ nhau và khiến cảnh sát phải đến can thiệp. Cái điều đáng nói là những cái vụ mà cảnh sát can thiệp ở trường đại học Columbia ở New York hay ở California thì đã không có bất cảnh sát không có dùng vũ lực và cái việc bắt giữ diễn ra hết sức là thuận tiện à, thuận lợi chiều ngày hôm nay chiều tối ngày hôm nay trước khi hương nhân đi lên làm bản tin này thì được biết là tại trường đại học UCLA như hương nhân nói là đã có cái sự đụng độ giữa hai cái nhóm biểu tình và tại trường đại học này ban giám hiệu thông báo là ngày thứ năm thứ sáu tất cả các lớp học là học từ xa tức là học trên mạng học trực tuyến còn cảnh sát thông báo là họ ban bố cái tình trạng là tụ tập bất hợp pháp tại đây. Đây là một cái bước đầu tiên để tiến tới nếu như mà có tiếp tục có biểu tình thì cảnh sát sẽ tiến tới giải tán đám đông và tiến tới bắt giữ, tức là tuyên bố tụ tập bất hợp pháp là bước đi đầu tiên để tiến tới bắt giữ. Và có rất là cái tình trạng này Hương Nhạc không có biết rõ là nó sẽ kéo dài như thế nào. Nhưng mà tại các trường đại học thì họ bắt đầu cho biết là những người tham gia biểu tình thì có rất là nhiều người nó không có dính dáng gì tới trường đại học của họ, tức là một cái lực lượng ở bên ngoài mà nhiều người họ cho rằng nhiều theo nhiều đánh giá là lực lượng đã dập dây và đã có những người cầm theo những cái lá cờ mà lẽ ra không có nên có ở Hoa Kỳ. Đó là cái điều đáng lo ngại. Nhưng mà ngày hôm nay cựu tổng thống Donald Trump đã bắt đầu quay trở lại vận động tranh cử. Chúng ta phải nhớ là kể từ khi mà ông Donald Trump tuyên bố vận động tranh cử à, tái tranh cử năm 2024 thì cái 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 lịch mà vận động tranh cử của ông nó không có được xem là nó hơi rời rạc, nó không có cái sự nối tiếp liên tục mạnh mẽ. Nhưng mà ngày hôm nay thì ông đã dùng cái ngày Nghĩ hiếm hoi tức là ngày hôm nay là ngày ông Donald Trump không có phải ra tòa Để mà đi vận động tranh cử tại Wisconsin và Michigan Như thường lệ tại các buổi vận động tranh cử Ông Donald Trump muốn nói gì thì nói nó rất là thoải mái Và truyền thông ngày hôm nay họ thống kê được là trong cái bài phát biểu Vận động tranh cử của ông Donald Trump vào ngày hôm nay Thì ít nhất là cũng hơn 30 lần ông đưa ra những ông một là nói láo, hai là nói không có đúng sự thật, ba là nói gây hiểu lầm. Đó là ông Donald Trump. Nhưng mà mới đây tạp chí Times đã có một cái cuộc phỏng vấn độc quyền với ông Donald Trump. Rất là ngạc nhiên. À, khi mà tạp chí Times trong thời gian này lại có được một cái cái cuộc phỏng vấn độc quyền như vậy. Nhưng mà nhìn chung Hương Nhân có lướt qua, nhìn chung thì ông Donald Trump né tránh rất là nhiều vấn đề, tức là không trả lời hoặc là chuyển hướng. Nhưng mà có một vấn đề ông Donald Trump nói rất là cụ thể, đó là giải quyết vấn đề di dân lậu. Ông bảo rằng bây giờ cái câu hỏi đặt ra làm thế nào mà để trục xuất là hàng triệu di dân lậu như vậy? Thì ông Donald Trump, năm 2016, ông cũng tuyên bố là ông sẽ trục xuất hàng loạt trục xuất một số lượng lớn gọi là mass số lượng lớn trục xuất một số lượng lớn nhưng cái điều này nó không có khả thi nó không trên thực tế thì rất là khó làm được và trong cái cuộc phỏng vấn với tạp chí Times thì vấn đề này cũng được đem ra và ông Donald Trump đã mổ xẻ ông bảo rằng ông không có loại bỏ cái khả năng là sẽ điều động quân đội tức là ở đây là vệ binh quốc gia để mà trục xuất uh, di dân, trục xuất hàng triệu người di dân như vậy và sẽ sử dụng đến cái lực lượng võ trang và thứ hai nữa là khi được hỏi tại vì uh, Stephen Miller là cố vấn của cựu cố vấn của ông Donald Trump, người đứng đằng sau những cái chính sách về di dân rất là khắc khe cứng rắn trong 4 năm nhiệm kỳ của ông Donald Trump thì Stephen Miller đưa ra một cái ý tưởng là sẽ dựng những cái láng trại camp, những cái láng trại lớn để dành cho di dân lậu khi mà họ trục xuất thì khi được hỏi về vấn đề này thì ông Donald Trump ông bảo là không có để những người đó ở trong quốc gia của mình mà phải đưa họ đi ra ngoài quốc gia nhưng mà vấn đề này chắc chắn những cái bước đi của ông Donald Trump như ông nói là dùng vệ binh quốc gia, dùng lực lượng có vũ trang hay là lãng trại như vậy thì chắc chắn nó sẽ gặp những cái vấn đề pháp lý, chắc chắn sẽ đụng độ tại tòa. Thì ông bảo ra tòa thì ra tòa, cuối cùng thì ông cũng sẽ nghe theo uh, tòa của liên bang quyết định của tòa liên bang. Bây giờ chuyện gì xảy ra tại Hạ Viện vào ngày hôm nay? vào ngày hôm nay thì bà Marjorie Taylor Green đã tuyên bố là sẽ vào tuần sau bà sẽ đưa cái thỉnh nguyện trục xuất hương nha xin lỗi thỉnh nguyện trước phế hay là thỉnh nguyện bãi chức ông Mike Johnson khỏi cái ghế chủ tịch hạ viện bà Marjorie Taylor Green cách đây hơn một tháng thì bà đã đệ cái thỉnh nguyện này rồi nhưng mà trong suốt thời gian vừa qua thì bà chợ không có cho biết là khi nào bà sẽ thúc đẩy cái thỉnh nguyện này ra sàn hạ viện thì ngày hôm nay bà đi thêm một bước nữa bà tuyên bố là vào tuần sau vào tuần sau bà sẽ đưa cái thỉnh nguyện của bà ra để bỏ phiếu và ngày hôm qua hương giang có chia sẻ với quý vị là dân dân chủ ba lãnh đạo hàng đầu của dân chủ tại hạ viện họ tuyên bố là nếu mà Marjorie Taylor Greene đưa cái thỉnh nguyện của bà ra sàn hạ viện bỏ phiếu như vậy thì họ sẽ bảo vệ ông Mike Johnson tức là dân chủ họ sẽ đứng ra bỏ phiếu chống nếu như toàn bộ dân chủ mà đứng ra bỏ phiếu thuận thì chắc chắn ông Mike Johnson sẽ bị à, gọi là bãi nhiệm bãi chức giống như ông Kevin McCarthy như vậy bà Marjorie Taylor Greene vào ngày hôm nay vẫn tiếp tục chỉ trích ông Mike Johnson và bà bảo rằng là chúng tôi bầu ông ta lên làm chủ tịch hạ viện nhưng mà khi mà ông làm chủ tịch hạ viện khi ông lên làm chủ tịch hạ viện thì ông trở thành một người đàn ông mà không ai trong chúng tôi nhận ra được tức là bà tố cáo Mike Johnson đã cắt cái deal tức là đạt được thỏa thuận với bên dân chủ và chúng ta biết rồi Giang đã nhiều lần chia sẻ với quý vị những cái vấn đề mà Cộng hòa cực hữu họ ngứa mắt. Đó là cái thỏa thuận chi tiêu chính phủ họ muốn cắt giảm hơn nữa. Thứ hai là mới đây là cái viện trợ quân sự cho Ukraine và một cái vấn đề nữa là cái đạo luật FISA extend tức là gia hạn thêm và đây là cái mục mà giám sát không có cần phải có trác tòa thì đó là cái điều mà Cộng hòa cực hữu họ phản đối. Nhưng mà Marjorie Taylor Green tiếp tục, bà ngày hôm nay bà nói là bà biết là cái nỗ lực của họ tức là nỗ lực của bà cùng với thêm hai dân biểu khác là ông Messi của Kentucky và ông Gosar của Arizona. Ba người họ cái nỗ lực này bà biết là sẽ thất bại. Nhưng mà ít nhất bà muốn vào hồ sơ để tức là những cái lá phiếu đó vào hồ sơ để biết để biết được là các nhà lập pháp họ có quan điểm như thế nào về cái về cái khả năng lãnh đạo của ông Mike Johnson. Nhưng mà Mike Johnson vào ngày hôm nay vào chiều ngày hôm nay thì Nation News hay là News Nation hướng nhân quên mất Nation News họ có một cái cuộc phỏng vấn và họ vào 6 giờ tối ngày hôm nay theo giờ bờ đông thì họ đã cho phát sóng cái cuộc phỏng vấn này thì trong cuộc phỏng vấn này ông Mike Johnson ông đã phớt lờ như bỏ ngoài tai cái lời đe dọa của bà Marjorie Taylor Green và khi được hỏi là liệu nhà lập pháp này có phải là một nhà lập pháp nghiêm túc hay không thì ông Mike Johnson nói thẳng tôi không nghĩ là bà ta đang chứng minh là mình là một nhà lập pháp nghiêm túc. Và điều này có nghĩa là Mike Johnson đang thay đổi quan điểm. Và sau cái thông báo của bà Marjorie Taylor Green vào ngày hôm nay thì phía ông Mike Johnson cũng đã gửi ra một cái tuyên bố hết sức là ngắn gọn cho rằng cái hành động này là nó nó sai đối với cộng hòa tại hạ viện nó sai đối với thể chế và nó sai đối với quốc gia chỉ chừng đó mà thôi tức là một cái tuyên bố hết sức là ngắn gọn ông mai johnson ông không tỏ ra ông bảo là tôi không có dành thời gian để nghĩ tới bà ta cho thấy là mai johnson đã thay đổi thái độ quý vị còn nhớ trước khi mà ông tiết lộ cái gói dự luật mà viện trợ nước ngoài đó thì bà Marjorie taylor green đã phản đối và ông đã mời bà tới văn phòng của chủ tịch Hạ viện. Hai bên đã nói chuyện với nhau hình như là 70 phút và thậm chí ông còn mời Marjorie Taylor Green vào cái toán cố vấn cho ông nữa. Nhưng mà Marjorie Taylor Green sau đó không trả lời yes or no. Nhưng mà cho thấy là ông có thiện chí và thậm chí trong những lần phỏng vấn ông vẫn dùng một giọng hết sức là ôn hòa. Ông bảo là tôi tôn trọng bà ấy mỗi người có một cái quan điểm riêng. Một trong những lý do mà Marjorie Taylor Green đấu đá tới cùng với Mike Johnson có lẽ là để trả cái món nợ, để trả nhục cho Kevin McCarthy. Bởi vì Marjorie Taylor Green là đồng minh thân cận của Kevin McCarthy và Kevin McCarthy cũng bị là chủ tịch hạ viện đầu tiên bị trút phế ra khỏi hạ viện và cũng nhờ cái quy định mà cộng hòa đưa ra tức là Kevin McCarthy đã nhượng bộ cái phe cực hữu đồng ý là chỉ cần một lá phiếu chỉ cần lá phiếu của một nhà lập pháp một nhà lập pháp thôi thì cũng có thể là tiến tới bỏ phiếu trước phế bãi nhiệm một chủ tịch hạ viện Kevin McCarthy bị cái đòn đó ngay từ trong nội bộ cộng hòa và bây giờ Green, Marjorie Taylor Green cũng dùng biện pháp đó cho nên nhiều nhiều cái giới quan sát ở bên ngoài cho rằng là Marjorie Taylor Green bằng mọi cách đấu cho tới cùng có lẽ là để rửa nhục cho Kevin McCarthy ông không còn là một chủ tịch hạ viện duy nhất nữa nhưng mà điều này nó cho thấy là cái khối ung nhọt trong nội bộ của Cộng hòa tại Hạ viện bây giờ nó bắt đầu xì hơi, nó bục ra và nó sẽ gây hỗn loạn Marjorie Taylor Greene vào ngày hôm nay thì bảo rằng nếu mà tiếp tục giữ Mike Johnson thì có nghĩa là cái nguy cơ mà Cộng Hòa mất cái thế đa số vào tháng 11 năm nay rất là lớn. Trong khi phe mà chống đối bà Marjorie Taylor Greene thì bảo rằng là với cái hành động của bà đó thì nó sẽ làm cho Cộng Hòa thua trận vào tháng 11 sắp tới. Tức là hai bên đấu đá nhau rất là nhiều. Nhưng mà có điều là Marjorie Taylor Greene là đồng minh, rồi rất là trung thành với ông Donald Trump, mà Donald Trump lại ủng hộ Mike Johnson, cho nên chúng ta không biết, không biết là cái 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 nội chiến này, cái sự hỗn loạn này nó sẽ kéo dài như thế nào. Trong khi đó thì tại thượng viện, ông à, McConnell lãnh tụ phe đa số, phe thiểu số tại thượng viện người chuẩn bị hồi hư vào cuối năm nay, ông cho biết là ông mong chờ đến lúc mà hỗn loạn của Cộng hòa tại Hạ Viện được coi như được giải quyết tức là Cộng hòa họ cũng sốt ruột lắm bởi vì các nhà lãnh đạo Cộng hòa họ cho rằng những cái gì mà đang diễn ra tại Hạ Viện ngay trong nội bộ của Cộng hòa thì nó có nguy cơ sẽ hurt tức là nó làm gây thiệt hại nó làm tổn thương những cái chiến dịch vận động tranh cử ở bên ngoài Hồi nãy Hương Nha có chia sẻ với quý vị là cựu Tổng thống Donald Trump đã À, vận động tranh cử ngày hôm nay tại Wisconsin và Michigan. Nhưng mà trong cái bài phát biểu vận động tranh cử thì ông xác nhận là vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, sau khi mà đọc bài diễn văn, trong đó kích động mọi người kích động những người ủng hộ tuần hành về điện Capitol và khi mà ông lên xe lên xe của mật vụ thì ông thừa nhận là ông rất là muốn đến điện Capitol để tham gia cùng với những người ủng hộ mà nếu như mà ông Donald Trump vào lúc đó mà mặc vụ mà đồng ý trong ông đi thì không biết là bây giờ chuyện gì đã xảy ra nhưng mà quý vị còn nhớ là cô uh, Cassidy Hutchinson là phụ tá của cựu đồng lý tòa bản ốc ông Mark Meadows và cô đã ra khai trước ủy ban đặc biệt hạ viện điều tra vụ bạo động điện cáp ngày 6 tháng 1 của ủy ban giờ giải thể rồi thì cô đã có những cái lời khai gọi là bom tấn cô bảo rằng cô nghe lại được tức là nhân viên mật vụ trong chiếc xe hôm đó đã kể lại cho cô là ông Donald Trump đòi được đưa đến điện Capital thô và ông đã từ hàng ghế sau trồm đến trồm đến cái vô lăng của tay lái Lời khai này được là xem là lời khai bùng nổ nhưng mà theo cái biên bản báo cáo mà mới được Cộng hòa tung ra và tiết lộ vào đầu năm nay thì trong lời khai của nhân viên mật vụ lái chiếc xe vào ngày hôm đó, chiếc xe chở ông Donald Trump vào ngày hôm đó thì nhân viên này nói là không có chuyện ông Donald Trump trồm, trồm người tới tay lái nhưng mà những cái chi tiết còn lại thì nhân viên mật vụ này Nói đúng khớp với cái lời khai Của cô Cassidy Hutchinson Và sau khi mà Cộng hòa lên án Đặc biệt ở đây là ông uh, James Comer Ông là chủ tịch của Ủy ban uh, giám sát hạ viện Ông đưa ra và ông dựa vào Cái lời khai này để, để bác bỏ cái lời khai Của cô Cassidy Hutchinson Nhưng mà Hutchinson tuyên bố là cô vẫn giữ Nguyên cái quan điểm về lời khai Của mình Và Ngày hôm nay thì bà Eileen Cannon tức là à, thẩm phán giám sát cái vụ truy tố tài liệu mật truy tố ông Donald Trump 40 tội danh liên quan đến tài liệu mật ở Florida. Ngày hôm nay thì bà Eileen Cannon đưa ra một cái quyết định quyết định rất là ngắn gọn nhưng mà đứng về phía ông Jack Smith công tố viên đặc biệt. Bởi vì Jack Smith vào tháng trước đã gửi một cái thỉnh nguyện yêu cầu à, tòa làm trong những cái hồ sơ sắp tới tức là trong những cái hồ sơ của đồng bị cáo với ông Donald Trump đó là One Nota đệ lên tòa sắp tới thì Jack Smith yêu cầu là phải có extensive reduction tức là phải bôi xóa rất là nhiều bôi xóa rất là mạnh trong cái tài liệu này trong những cái tài liệu này trước khi được công bố và trong cái hồ sơ của mình trong cái thỉnh nguyện của mình thì Jack Smith À, cũng đưa ra một loạt những cái trường hợp nào cần được bôi xóa đó là nói đến những cái tài liệu mật cho đến giờ những tài liệu này là những tài liệu mật thì cần phải được bôi xóa hay là những cái thủ tục về đại bồi thẩm đoàn ở DC hay là những cái danh tánh của các nhân chứng thì đó là những cái vấn đề những cái phần mà ông Jack Smith ông đòi bôi xóa, ông yêu cầu được bôi xóa thì bà Eileen Cannon ngày hôm nay đồng ý là như vậy. À, chúng ta còn nhớ là bà Eileen Cannon bà đã gây bà đã có tức là cái mối quan hệ giữa Eileen Cannon với bên công tố của ông Jack Smith nó rất là căng thẳng. À, gần đây thì bà yêu cầu là cả hai bên để cho bà về cái quan điểm của bà, họ những cái về những cái hướng dẫn bồi thẩm đoàn mà thực ra thông thường đó hướng dẫn bồi thẩm đoàn là do tòa đưa ra và cái yêu cầu của bà đó được xem là nó hơi bất thường và chính vì vậy mà theo các nhà quan sát cho biết là phía ông Jack Smith có lẽ là họ đang mất dần cái kiên nhẫn nhưng mà cho đến tận vào lúc này đây thì chúng ta chưa thấy là Jack Smith có bất cứ một cái bước đi nào để yêu cầu bà này rút lui hay là kháng à, kháng án hay là đưa cái vấn đề lên tòa phúc thẩm khu vực 11 cho nên cho đến giờ thì im hơi lặng tiếng cho nên chúng ta cũng không biết được là phía sau đằng sau cánh cửa là chuyện gì xảy ra nhưng mà với cái quyết định ngày hôm nay thì được xem là Jack Smith có có một cái có một cái chiến thắng nho nhỏ, nhỏ. À, có một bản tin Hương Nhan cũng muốn chia sẻ với quý vị Đó là việc Có một nhân viên mật vụ Nhân viên mật vụ này là 24 năm 24 năm trong ngành mật vụ Mới đây đã khởi kiện Đã đệ đơn khởi kiện Hai hãng truyền thông Đó là Daily Mail Và New York Post Họ đã đưa cái danh tánh Trong những cái bài báo của mình Trong những cái bản tin của mình Thì đã đưa danh tánh của nguyên đơn và cho rằng là nguyên đơn cáo buộc nguyên đơn ở đây là ông Robert Savage cho rằng ông Savage đã có mối quan hệ với Hunter Biden và họ dựa vào những cái tin nhắn mà những cái tin nhắn đó được cho là lấy từ cái máy điện toán sách tay của ông Hunter Biden mà để quên tại cái cái chỗ sữa đó, cái tiệm sữa. Và cái cái tin nhắn qua lại này được cho là tin nhắn này là tin tin nhắn giả và nguyên đơn trong cái vụ kiện của mình đã cáo buộc là những cơ quan truyền thông này họ biết là những cái tin nhắn đó là những tin nhắn giả nhưng mà họ vẫn cố tình đăng những cái tin nhắn đó và cho rằng là nguyên đơn dính tới uh, có quen biết với Hunter Biden sẽ tạo điều kiện cho Hunter Biden có gặp gỡ riêng thế này thế kia mà Hunter Biden trong những lời khai của mình cũng đã bác bỏ bảo rằng tôi không hề biết người này là ai tôi cũng không chưa từng gặp và đó là lý do mà dẫn tới cái vụ kiện vào ngày được đệ lên tòa mới đây và không biết là hương giang còn bản tin nào mà chưa không có đủ thời gian để chuyển chia sẻ với quý vị, nếu như thiếu tin tức gì Hương Giang sẽ trao, chia sẻ tiếp tục với quý vị vào ngày ngày mai bởi vì thời gian đã hết rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.